cháu mình sẽ cùng khám phá điều tò mò trong lớp hôm nay nào. Chúng mình cùng đến với cô Thảo nào. Thank you.
Bye.
Nhóm số 2 các bạn đã phát hiện ra là bên cánh bướm bên phải có họa tiết màu gì thì bên cánh bên trái cũng có họa tiết màu như vậy. Bên này có họa tiết màu vàng thì bên này cũng có họa tiết màu vàng. Chúng mình thử kiểm tra bài để chúng mình xem có đúng không nào. Cô mời chúng mình thử kiểm tra xem nào. Trời. À, chấm tròn màu xanh đúng không? Ở bên trái có chấm tròn màu xanh.
sao nhỉ? Nó giống hệt nhau về hình. Chúng mình nhìn thấy rất nhiều chấm tròn ở hai bên cạnh bướm chân sứ với nhau đúng không? Wow. Và những họa tiết ở trên này nó làm sao? Giống hệt nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước. Đó gọi là quy luật đối xứng. Vậy quy luật đối xứng là gì? Quy luật đối xứng là khi chia đối tượng thành hai phần bằng nhau thì ở bên trái đối tượng có hình dạng gì thì ở bên phải cũng có hình dạng. Vậy chúng mình nhìn đây là hình gì nhỉ? Hình vuông. Vậy thì ở bên phải cũng là hình gì? Hình vuông. Ở bên trái hình tròn. Bây giờ bạn nào thấy ở đâu có quy luật đối xứng xung quanh của mình nhỉ? Con ai phát hiện ra? Bạn nào? 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 Bạn
chúng mình cũng xem là có trang cho các bác gì nè. Bạn Linh hôm nay có chiếc quần tất này, à bà muốn khoe với chiếc quần tất của bạn là đúng không? Quần tất của con như nào? Anh con mèo như thế nào nhở? Con chỉ con thế nào? Bên chân phải có gì? Thì bên chân trái. À như vậy là chiếc quần tất của bạn Linh đã ứng dụng gì nhở? Chính là quy luật đối xứng đấy đúng không? Bạn có thể có chính xác không? Chính có con xác luôn. Và bây giờ bạn nào có phát hiện ra quanh chúng mình ở đâu có quy luật đối xứng đấy nào? Ai nào? Chim đâu mọc ra, chỉ cho cô các bạn xem là bạn nó đã phát hiện ra siêu chưa? Bạn Ngọc rất thích bức tranh của chim xa. Hãy
vừa rồi chúng mình đã được xem rất là nhiều ứng dụng của họa tiết đối xứng trong cuộc sống xung quanh chúng mình rồi đúng không? Có gì nhờ Trang hồi nãy cứ bảo xem nào, màu đẹp nào Trang ơi. Anh Trang màu đẹp cứ bảo xem nào, đẹp thế nào? Nào ăn thế nào? Những ứng dụng của quy luật đối xứng trong cuộc sống là gì nhỉ? Chúng mình vừa được xem là gì? Là trong kiến trúc ở xây nhà này đúng không? Đúng. Quần áo thời trang của chúng mình như thế này. Rất là nhiều những ứng dụng của... Đây, cuốn lượng này rồi, út lắm rồi. Đúng rồi. Út rồi. Và ngày hôm trước thì cả lớp ơi, cô đâu, cô đâu? Cô đây. Hôm trước cô cháu mình đã cùng với nhau. Quay lại cái mặt trăng này, quay lại cái mặt trăng.
và rắn hồ rắn keo cho cô nhá. Bạn nào làm xong rồi thì cắt sổ đồ dùng lên trên giá đi con. Bạn
Diệp ơi. Tốc độ của mình hết rồi. Trường Minh làm tiếp, nếu mà bạn chưa xong Trường Minh làm tiếp. Con để xuống đây làm mình. Rồi chúng mình cùng ngắm nhìn nào. Bài này của bạn nào đây nhỉ? Con để họ thích ra kia rồi chúng mình cùng làm hết. Nhanh tay mì lên, mì để bài mì xuống nào. Ăn đi ơi. Để chúng mình cùng ngắm bài của mình. Đều làm những cành bướm, trang trí những cành bướm rất là đẹp. Ôi, cô Trang ơi, các bạn đã sắp xếp cho họa tiết đối xứng rất là đẹp rồi đấy. Nhưng mà cô Thảo thấy bài của bạn Mơ này. Bài của bạn Mơ, Mơ đâu rồi? Mơ lại đây các cô nào, ngắm nhìn bài của mình, ngắm nhìn bài của bạn này. Ôi, hầu như tất cả các bạn đã hiểu thế nào là quy luật đối xứng. Như là các bạn đã làm khá là chính xác rồi đấy. Chỉ còn có một hai bạn nữa nhầm một xíu xíu thôi. Cô Thảo ạ, cô thấy bài của bạn Hoài Linh Chi một chút đúng không Linh Chi? Chiều nay cô và Linh Chi sẽ cùng làm lại bài tập bài này để đúng hơn nhá. Cô Thảo ơi, cô Trang thấy các bạn đã tháo một chiếc cánh bướm lên để gắm rồi. Vậy thì bây giờ cô mời chúng mình cùng đeo cánh bướm xinh đẹp của chúng mình lên là làm cánh bướm xinh đẹp nhá. Thank you.
bướm sang